Hi, xin chào cả nhà đã trở lại kênh Nói Chuyện Fly của Linh. Linh đang ở một cái thành phố khác, hơi xa hơn là cái thành phố của Linh. Thì cái thành phố này có một cái vườn hoa đào, mọi người thấy rồi đó, rất là đẹp. Và cái vườn hoa đào này thì nó màu trắng. Còn gần nhà của Linh đó thì nó sẽ có màu hồng. Và còn một cái vườn đào, hoa đào khác rất là lớn, nhưng mà ở một cái thành phố khác chứ không phải ở cái thành phố này. Và gần như năm nào Linh cũng đi với bạn Linh đến đây để chụp hình hoa anh đào. Phụ nữ mà ai chẳng mê hoa đúng không cả nhà? Thì mình lên đây á, nhưng mà mọi người chú ý là có thể là bị dị ứng phấn hoa. Linh năm vừa rồi á, Linh lên đây xong cái Linh về nhà Linh khóc ròng ròng luôn cả nhà, là tại vì quá trời dị ứng á, mà Linh cũng khó tưởng tượng được là mình bị dị ứng nhiều như vậy đâu nha. Ai ngờ bị dị ứng quá trời luôn. Bây giờ mời mọi người tham quan hoa anh đào với Linh nhé. Mình phải giúp mờ để mình làm người chứ. Coi hai người đầy đẹp ghê không? Xinh xắn, chụp hình dưới ánh nắng rất là đẹp. Ở đây mà mùa này chụp hình hoa cưới là tuyệt vời rồi. Có cả một con ngựa ở đây nữa, nhưng mà con ngựa này là con ngựa pony, ngựa lùng.
Vườn ở đây nhỏ thật hả cả nhà hả? Chỉ có ba hàng rào thôi à, nhưng được cái nó dài và cũng đỡ ghiền cho mình nữa. Tại vì nếu mà không có cái vườn đào này đó thì tụi mình phải đi rất là xa đến một cái thành phố khác, và ở cái phường đó đông người lắm cả nhà ơi. Tất nhiên rồi, tại vì là cái đường đó nó rất là dễ đi cho du khách nè nha, và nó gần Amsterdam nữa. Cái vườn đó lớn hơn cái vườn này thì tất nhiên nó phải rất là đông người chen chúc nhau mệt lắm. Cái khu vực mà gần cái chỗ ngắm hoa anh đào này nè thì cũng có rất là nhiều cái ngôi nhà màu sắc. Mọi người nhìn phía sau Linh thì thấy một bên này là dãy hoa anh đào và một bên này là những cái kiểu nhà rất là rực rỡ. Bây giờ sau khi mà Linh đi một vòng và Linh ghé nhà bạn Linh chơi á thì cái đường phố hoa anh đào này nó đã rất là vắng. Mọi người thấy không? Vắng hoe luôn, không có ai hết. À, phía trước Linh thì có rất là nhiều người chụp hình để Linh quay cho mọi người xem nha. Mình thấy ở đây có hai người, không biết là người Ấn Độ hay là gì đó, nhưng mà họ ngồi dưới đất và họ tạo dáng rất là đặc biệt. Mình muốn quay, không biết có bị la không á. Đây là cái vườn đào gần chỗ nhà mình mà mình đã nói trên cái đoạn đầu của clip. Tuy nhiên hôm nay mình ra để mình quay cho các bạn xem cái vườn này, muốn giới thiệu cái vườn này cho cả nhà xem thì lại rất là tiếc là mình ra trễ và hoa đào đã rụng hết rồi. Với lại thời tiết hôm nay á nó cũng kỳ lạ lắm các bạn. Đó là nó lạnh rồi nó đông đá rồi nó lại ấm, cho nên những cái hoa nó không có thể nào mà trụ vững giữa cái thiên nhiên gọi là hơi bị khắc nghiệt như vậy, nó tàn nhanh. Ở nhà mình có cây hoa mộc lan, và khi vào cái mùa xuân này nè, nó mới vừa hé nở một tí xíu thôi thì hồi tối nó là bị đông đá, cho nên nó cụp rồi cả nhà, rất là tiếc luôn. Giống như mấy cái hoa đào này nè, đáng lẽ là nếu mà mình quay chung một ngày với cái vườn đào màu trắng ở trong cái clip này thì nó sẽ rất là đẹp. Tuy nhiên khi mình ra đến đây ngày hôm nay chỉ có sau 2 ngày thôi thì cái vườn đào này nó quá là sơ sát. Và cả nhà biết không, cái đào này nó lớn nhanh quá đi, nó cao nhiều quá, cho nên vừa thưa vừa cao nhanh, cho nên nó sẽ không còn một cái cung hình đẹp nữa cả nhà ơi. Phía sau cái vườn đào này là nhà hình như dành cho những người lớn tuổi á. Đây nữa nè, cho cả nhà coi luôn ha. Ở bên đây thì có một cái khu nhỏ xíu cho con nít nó chơi thôi. Đó, có thằng bé nó đang chơi bên này. Hôm nay thì mọi người thấy trời nắng ha, nhưng mà sáng ra lên đi là có 1 độ thôi và có gió nữa, cho nên hoa nó tàn, người cũng héo luôn. Thôi bây giờ mình quay ngược lại trở về cái vườn đào màu trắng đi nha, để mình ghé pha cá vào với nhau á.
để cho các bạn so sánh là hai cái vườn đào nào nó đẹp hơn. Để chắc chắn là cái vườn màu trắng rồi cả nhà. Gần cái chỗ này là có một cái chùa Việt Nam á cả nhà. Cái chùa mà mọi người thấy Linh Boss lên cái đi chùa Vạn Hạnh để viếng ngày Tết đó, thì nó là nằm rất là gần cái khu vực này. Đường bây giờ vắng vẻ thì mình quay không có bị đụng nhiều người, tuy nhiên là thiếu nắng cho nên nó hơi bị tối một chút. Thật sự ra khi mà đi một cái con đường vắng gì mình thấy nó xa xăm hơn nhưng mà nó lại kém vui hơn, đúng không cả nhà? Cái đường tích xuống dưới là đường đi về nhà Linh. Bây giờ thì hoàng hôn xuống cho nên nhìn nó cũng đẹp đó, chứ không phải là quá tệ. Mọi người thấy nhà bên này nè, nó có đủ màu hết. Bây giờ có vẻ yên tĩnh khác xa cái khung trời mà hồi lúc buổi trưa này Linh quay. Bây giờ giờ này là 8 giờ tối bên mình rồi, 8 giờ tối ở Hà Lan đó cả nhà. Mọi người nhìn đi, trời vẫn còn trong xanh, vẫn còn rất là nhiều màu sắc. Mùa xuân rồi cho nên tiết trời đẹp hơn và có nhiều hoa, nhiều lá. Mình đi quay lại con đường này đi ha, vì Linh cũng muốn về rồi. Linh cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh. Nếu mọi người thích thì hãy share, like và subscribe cho Linh nhé, để Linh có thêm nhiều động lực và quay clip để giới thiệu nhiều cảnh vật mới về khu vực châu Âu, những nơi mà Linh sẽ đi qua giới thiệu cho mọi người cùng xem. Chúc cả nhà một ngày thật vui. Bye bye cả nhà nhé.